Ryu là một cô nữ sinh trung học sống một mình vì bố mẹ đều làm ở nước ngoài. Trước đây cô nàng từng sống với bà ngoại nhưng từ khi bà mất thì Ryu phải tự mình xoay sở mọi thứ. Ryu đặc biệt rất đam mê ẩm thực và thường tự mình vào bếp nấu nướng, nhưng từ sau khi bà mất thì trình độ nấu ăn của Ryu ngày càng dở. Thế nên cô nàng nghĩ rằng cứ như thế này thì mình sẽ trở thành một người vợ tệ hại mất thôi. Đang ngồi chán nản bên đĩa cá chiên thì Ryu đột nhiên nhận được cuộc gọi từ người dì Akira. Thì ra là dì ấy gọi hỏi thăm vì dạo này rất bận nên không thể đến thăm cô cháu gái được và cũng tiện thể đó nhờ vả Ryu một việc. Chuyện là em họ Kirin của cô nàng đang muốn thi vào trường mỹ thuật, thế nên cô bé định lên Tokyo luyện thi vào mỗi sáng chủ nhật. Vì Kirin cũng trạc tuổi Ryu nên dì Akira muốn xin cho cô cháu gái ở nhờ nhà cô nàng vào mỗi tối thứ bảy. Ryu thì không có vấn đề gì với chuyện đó cả, chỉ có một điều là cô nàng sợ mình nấu ăn dở quá nên Kirin không ăn được. Nhưng dì Akira thì nói rằng chỉ cần nấu cho con nhỏ ăn với bộ tạp dề sexy là được. Đến cuối tuần, khi đang đứng chờ cô em họ ở ga tàu thì Ryu bị một cô nhóc túm lấy chiếc khăn quàng, hóa ra đó chính là cô em họ Kirin. Dù là chị em họ nhưng cả hai chưa bao giờ gặp nhau, thế nên Ryu nghĩ rằng Kirin cao lớn hơn vì cô nhóc cũng bằng tuổi mình, nhưng nhìn ngoài thì con nhỏ chả khác gì một đứa học sinh tiểu học. Thấy Kirin có vẻ đang bị cảm nên khi về nhà Ryu đã nấu cho cô nhóc một bát lẩu Yosenabe nóng hổi. Không ngờ là Kirin đã ăn lấy ăn để rồi khen nó ngon tuyệt cú mèo, nghe thế thì Ryu rất vui vì nghĩ rằng dạo này mình nấu rất dở. Kirin khoái chí khen tài nấu nướng của Ryu rất đỉnh, nhưng cô nàng chỉ cười nhẹ rồi cho rằng là do Kirin đang rất đói nên mới thấy ngon. Cô em họ thì vẫn một mực khẳng định đây là món lẩu ngon nhất từ trước đến giờ con nhỏ được ăn. Kirin đã gắp một miếng đút cho Ryu ăn thử, và quả nhiên nồi lẩu lần này có một hương vị thơm ngon lạ kỳ khiến Ryu vô cùng ngạc nhiên. Sang hôm sau, Ryu phát hiện Kirin bị sốt tận 37 độ, nhưng vì đã nốt công lên Tokyo nên con nhỏ vẫn quyết tâm lết đến lớp mỹ thuật. Đến chiều ra về thì tình hình càng trở nên tồi tệ nên Ryu đã gọi điện cho bố mẹ của Kirin để cô nhóc ở lại thêm một ngày. Để Kirin giải cảm thì Ryu đã nấu cho cô em họ một bát mì kitsun udon ăn cùng bắp cải chua. Từng sợi mì chân chu hòa quyện cùng đậu hũ chiên và nước dùng khiến Kirin vô cùng thích thú. Cô nhóc còn ước sao mình có thể tự làm được món ăn tuyệt vời như thế này thì tốt biết mấy. Trong bát mì Ryu còn cho thêm gừng để giúp Kirin mau hạ sốt. Việc đó khiến cô em họ còn tưởng bà chị của mình định làm bác sĩ. Chờ Kirin ăn xong thì Ryu mới tự làm cho mình một đĩa sushi đậu phụ. Cô em họ nhìn thấy thì nhất quyết đòi được ăn cùng, nhưng Ryu nói rằng đang sốt mà ăn cái này là hại bụng lắm. Nhìn thấy cái mặt nũng nịu của Kirin là Ryu lại nhớ về mình lúc nhỏ, cũng thường đòi bà ngoại nấu cho ăn giống như thế. Món sushi đậu phụ hôm nay tuy đơn giản nhưng nó lại mang một hương vị thơm ngon lạ kỳ, lớp vỏ đậu hũ thanh ngọt dịu dàng hòa cùng những hạt cơm dẻo thơm cho Ryu một cảm giác vô cùng tuyệt vời. Cô nhóc Kirin thì ngồi nhìn bà chị ăn mà không chịu được, trả bù cho ở nhà. Mỗi lần bị ốm là mẹ của Kirin chỉ tống vào mồm con nhỏ một đống rau xanh. Ryu đã tâm sự là có Kirin đến ở cùng khiến cô nàng rất vui, vì đã lâu lắm rồi cô mới có cơ hội nấu cho người khác ăn như thế. Trước khi đi ngủ, Kirin đã nói với Ryu rằng nếu chỉ ăn một mình thì món nào cũng không ngon đâu, thế nên nếu Ryu cảm thấy cô đơn thì Kirin sẽ trở thành người thân của cô. Dù là bố mẹ, anh chị em hay là vợ chồng gì cũng được, nhưng tuyệt đối không phải làm con gái, vì chỉ có một bà mẹ thôi mà Kirin đã phiền muốn chết rồi. Cũng nhờ thế mà Ryu đã nhận ra trình độ nấu ăn của mình không bị sa sút, mà là do thiếu đi không khí ấm áp của những người thân yêu trong bữa ăn mà thôi. Cứ mỗi thứ bảy hàng tuần là Kirin lại đến tá túc tại nhà Ryu một đêm, và mỗi lần như thế là cô nàng lại nấu một món ăn mới để đãi cô em họ. Tuần nào cũng được thưởng thức những món cực phẩm khiến Kirin vô cùng sung sướng và hạnh phúc. Thoát cái đã sang mùa xuân, thế nên hôm nay Kiyu quyết định làm một vài món ăn và rủ Kirin cùng đi ngắm hoa anh đào. Và dù không phải đi học nhưng con nhỏ này vẫn vác theo cả đống thứ trên người như mọi khi. Vừa ngửi thấy hộp đồ ăn của Ryu và Kirin đã thèm không chịu được, con nhỏ đã mang hộp sandwich làm cùng bố lúc sáng nay ra để khoe. Kirin nói rằng trong số chúng có vài cái sẽ cay xé lưỡi. Vì bà mẹ chả biết gì ngoài xào rau của con nhỏ đã phết một đống mù tạt lên chúng, thế nên giờ việc ăn sandwich giống như một trò bốc thăm may rủi vậy. Khi đến khu picnic thì Kirin đã khoái chí lăn lộn vẫy vùng, vì đây là lần đầu tiên con nhỏ được ngắm hoa anh đào. Ryu nói rằng đã rủ dì Akira đến cùng để ngắm hoa anh đào, Kirin nghe thế thì cảm thấy lo lắng vì chưa gặp mặt dì Akira bao giờ. Đúng lúc này thì dì Akira chạy đến và ôm lấy Ryu đòi hôn hít đứa cháu gái lâu ngày chưa gặp, cô ấy thậm chí còn đòi đút cho Ryu ăn cả một cái mochi anh đào to đùng. Nhìn sang thấy Kirin lễ phép chào hỏi thì dì Akira lại càng thích thú vì con bé quá dễ thương. Đến khi lấy đồ ăn ra thì Ryu phát hiện là dì Akira không mang gì ngoài mấy lon bia, hóa ra là châm ngôn của bà dì này là đi ngắm hoa thì phải ăn hàng quán ở đây. Và tất nhiên bà dì lười chảy thay đã nài nỉ đám cháu đi mua đồ hộ mình, còn bản thân thì ngồi lại uống bia. Khi vào khu hàng ăn thì Kirin đã khoái chí chạy đi ngó hết chỗ này chỗ kia, vì ở quê nhà cô nhóc không có những thứ này mà người dân chỉ tụ họp tự nấu ăn mỗi khi có lễ hội mà thôi. Ryu kể rằng khi bà còn sống và bố mẹ còn ở nhà, năm nào gia đình cô cũng đến đây ngắm hoa và ăn những món ăn cực kỳ ngon. Nhưng giờ đây có lẽ đó chỉ còn là một ký ức xa vời không bao giờ quay lại. Nghe tâm sự của cô chị họ thì Kirin đã nói rằng con nhỏ sẽ trở thành gia đình của Ryu và làm cho cô nàng hạnh phúc. Đang dạo quanh khu hội chợ thì Ryu bắt gặp cô bạn cùng lớp mỹ thuật Sina. Cô nàng đang ngồi vẽ tranh kiếm tiền ở dưới một gốc cây trong công viên.
Sina đã tưởng Kirin là một học sinh tiểu học khiến con nhỏ sốc nặng. Đến khi Ryu giải thích rằng bọn họ cùng tuổi thì Sina mới xin lỗi và muốn bắt tay làm quen, nhưng Kirin thì hơi ác cảm với con nhỏ tóc vàng này. Đã hơi muộn nên Sina đành chào tạm biệt hai chị em Ryu để đi tìm món gì đó lót dạ. Cô nàng đã tặng cho Kirin một cây kẹo táo bọc đường khiến con nhỏ cảm thấy cô bạn này cũng không đến nỗi nào. Khi hai chị em trở về thì thấy dì Akira đang ôm mặt lăn lộn, hóa ra là bà dì đã bóp trúng cái sandwich ngập mù tạt của mẹ Kirin. Sau đó thì mọi người đã cùng bày những món ăn vừa mua và đã chuẩn bị ra để cùng thưởng thức. Dì Akira thì hào hứng cảm thấy như đang được ăn ở nhà hàng 3 sao Michelin vậy. Món cơm nắm của Ryu thì dẻo thơm đến lạ kỳ, cây mực nướng của dì Akira thì nóng hổi và đậm đà vị nước sốt. Còn bắp ngô nướng của Kirin thì được nướng giòn tới, phủ trên là một lớp nước tương bóng loáng khiến con nhỏ không thể ngừng ăn. Sau khi đánh chén no say thì hai chị em đã chia tay dì Akira để về nhà. Khi về đến nhà thì Ryu nhận thấy Kirin có chút bồn chồn. Hóa ra là con nhỏ đang thấy tiếc vì chưa kịp vẽ lại mấy bông hoa anh đào. Thế là Ryu đã dẫn Kirin xuống xem cây hoa anh đào sau nhà, tuy không nhiều như ở công viên nhưng cũng rực rỡ không kém. Ryu còn làm một đĩa trứng cuộn để Kirin vừa ăn vừa vẽ, từng miếng trứng mềm mọng núng nính khiến Kirin sung sướng vô cùng. Bên trong còn có cả nhân phô mai béo ngậy khiến món ăn tuy đơn giản nhưng thơm ngon tuyệt vời. Kirin đã xúc động đến phát khóc và ôm lấy Ryu vì không ngờ mình lại có một bà chị họ tuyệt vời đến thế. Và hai chị em đã ngồi suốt đêm dưới cây hoa anh đào để vẽ lại những cánh hoa rực rỡ của mùa xuân. Sáng nay Ryu có kỳ thi thử ở lớp mỹ thuật, nhưng kết quả là cô nàng chỉ được xếp hạng thứ 3 từ dưới lên. Hóa ra chủ đề của bài thi thử là vẽ tranh tĩnh vật, mà mẫu vật lại là mấy búp măng, củ cà rốt và miếng đậu phụ chiên. Nhìn thấy mấy món này là đầu óc Ryu lại liên tưởng đến món cơm măng và không thể nào tập trung nổi. Chỉ nghĩ đến thôi là bụng cô nàng lại kêu la dữ dội nên kết quả Ryu đã vẽ luôn món cơm măng vào bài thi. Kirin nhìn thấy bài thi của Ryu thì cũng phát thèm và con nhỏ đã túm ông thầy giáo lại để xin mẫu vật mang về. Thì ra là Kirin tính nhờ Ryu nấu món gì đó vì số mẫu vật này cũng không dùng nữa. Dọc đường đi cô nàng Sina đã bám theo hai chị em mà bọn họ không hề hay biết, chỉ đến khi làm rơi búp măng thì Ryu mới giật mình phát hiện. Ryu định hỏi vì sao Sina đi theo bọn họ thì đột nhiên Kirin nhảy ra bịt miệng Sina. Hóa ra con nhỏ đã hẹn Sina đến nhà Ryu cùng ăn cơm để giúp cô chị họ thấy vui vẻ hơn, nhưng vì không muốn Ryu biết nên mới thậm thà thậm thụt như thế. Về đến nhà thì Ryu đã đem mấy búp măng đi luộc với gạo để loại bỏ vị chát. Kirin lanh chanh bóc một búp ra cắn thử và tí nữa phát khóc vì quá đắng. Thì ra con nhỏ này tưởng búp măng lúc nào cũng ngon lành như trong truyện tranh. Một lúc sau thì món cơm măng thần thánh cũng được nấu xong. Khi Ryu vừa mở nắp vung thì một mùi thơm ngào ngạt bốc lên kèm theo đó là màu vàng óng ánh của từng hạt cơm, vừa nhìn thôi đã không thể nào chờ thêm được nữa. Khi Kirin ăn thử một miếng thì một hương vị ngọt ngào không lẫn vào đâu được lan ra ngay trong miệng. Kirin không thể cưỡng lại sức hút của nó mà ăn lấy ăn để. Còn Ryu thì cảm thấy phần măng che thanh ngọt được nấu chín hoàn hảo kết hợp đậu phụ rán giòn khiến cô nàng chỉ muốn nhai mãi không thôi. Khi dùng kèm với một bát canh miso rong biển thì quả là một sự kết hợp tuyệt hảo. Kirin ăn xong lại xin thêm một bát nữa. Sina đã xung phong đi bới cơm và đã đắp cho con nhỏ một cái bát đầy ụ. Nhìn bát cơm như thế Ryu lại bất chợt nhớ ra đã lâu không ai lấy cơm cho mình như thế. Nghĩ lại thì cùng ngồi ăn với hai nhỏ bạn khiến cô nàng cảm thấy chút nào đó hương vị của gia đình. Ăn xong thì cả ba lại mở máy lên xem phim và trong đó có cảnh một nhân vật đang thưởng thức một đĩa cơm trứng chảy. Thế nên sáng sớm hôm sau, khi Ryu còn chưa thức dậy thì Sina và Kirin đã đi mua nguyên liệu làm món cơm trứng chảy Omurai. Hóa ra là tối qua xem xong bộ phim hai đứa đã thèm không chịu được nên sáng mới dậy sớm mua đồ để chờ Ryu làm cho ăn. Sau đó Ryu đã bắt tay vào làm món cơm trứng cho hai con nhỏ. Cô nàng không chỉ làm một đĩa mà còn làm rất nhiều kiểu cơm trứng khác nhau. Nào là vị truyền thống với tương cà thơm ngon nóng hổi khiến Kirin phải hú lên sung sướng, rồi là cơm trứng kiểu Okonomiyaki hòa quyện với sốt mayonnaise béo ngậy, còn cả món cơm trứng chiên mùa xuân cùng măng tre và hành lá, thậm chí còn có cả cơm trứng phô mai và cơm trứng kiểu Trung Hoa nữa. Món nào món nấy ngon hết sảy khiến Kirin và Sina không thể ngừng ăn, từng giọt nước sốt đậm đà hòa cùng lớp trứng chảy béo ngậy một cách tinh tế. Thêm một chút tương cà làm cho hương vị được tôn lên bội phần, Kirin thì ăn lấy ăn để như chưa bao giờ được ăn. Sina thì cảm thấy thật hạnh phúc khi thưởng thức những món ăn tuyệt phẩm như thế, còn riêng Ryu thì thấy mọi sự cô đơn thường ngày như tan biến hết và bữa cơm hôm nay thật ngon đến lạ kỳ. Hôm nay đột nhiên giáo viên thông báo là cuối tuần tới nhà trường sẽ tu sửa cơ sở vật chất nên các học sinh được cho nghỉ vào buổi học tuần tới. Ryu rất buồn với thông tin đó vì như thế có nghĩa là Kirin sẽ không lên Tokyo và cô nàng sẽ phải trải qua hai ngày cuối tuần tẻ nhạt một mình. Kirin thì cũng buồn đến phát khóc vì không được lên Tokyo với chị họ. Con nhỏ tính gọi điện xin bố mẹ cho lên Tokyo chơi dù không có tiết. Nhưng bố Kirin lại nói rằng sẽ đưa cả nhà đi ăn đồ Trung Hoa khiến con nhỏ mắt sáng như sao. Sợ Ryu buồn nên Kirin định rủ bà chị về nhà mình chơi, nhưng Ryu đã từ chối vì không muốn làm mất khoảng thời gian riêng tư của gia đình họ. Ryu định quay sang rủ Sina đến chơi vào cuối tuần, nhưng cô nàng đã nói rằng nếu trời vẫn mưa thì cô sẽ ở nhà, vì chỉ dính một chút mưa thôi là cô nàng khỏi lết đi đâu được luôn. Đen đủi là suốt một tuần sau đó những cơn mưa vẫn kéo dài không dứt, chỉ có một mình nên Ryu đã làm món ramen để ăn và cô nàng đã quen tay làm luôn hai suất vì hôm nay là thứ bảy. Hương vị của bát ramen thì vẫn đậm đà béo ngậy thơm ngon như mọi khi, nhưng vì chỉ có một mình nên cảm giác ngon miệng cũng giảm đi phần nào.
Nhắn tin cho Kirin thì con nhỏ không trả lời, nhắn cho Sina thì cô nàng đang sốt cao, buồn quá không có gì làm nên Ryu quyết định đi đến thư viện cho khuây khỏa. Khi đến nơi thì cô nàng bị một con búp bê cầu mưa khổng lồ nhảy ra làm giật mình, hóa ra đó là cô thủ thư Watanabe. Cô ấy đã nhận ra ngay Ryu là cô bé thường lẽo đẽo theo bà ngoại đến đây 5 năm trước, mới đó thôi mà giờ đã lớn tướng thành một cô gái xinh đẹp. Ryu đã nhờ cô thủ thư một việc là lấy cho mình những cuốn sách mà bà ngoại thường mượn trước đây, hóa ra đó là những cuốn sách dạy nấu ăn cho người mới. Ryu đã rất bất ngờ khi cô thủ thư nói rằng bà của cô nàng nấu ăn rất tệ, thế nên thường tìm mấy cuốn sách này để có thể nấu ăn ngon hơn. Ryu không thể tin được chuyện đó nên đã gọi điện hỏi dì Akira, dì cũng xác nhận là bà ngoại trước đây nấu ăn rất dở. Đồ ăn thì nửa cháy nửa sống, canh thì lúc nhạt lúc mặn, và chỉ từ khi bắt đầu chăm sóc Ryu thì bà mới cố gắng nấu mọi thứ ngon hơn. Trong ký ức của Ryu thì món ăn của bà luôn cực kỳ ngon, có lẽ vì nó không chỉ được nấu đúng cách mà còn chan chứa cả tình cảm của bà trong đó. Đến trưa thì Ryu đã ra cửa tiệm tạp hóa gần đó để mua những món mà cô hay ăn cùng bà mỗi khi đến thư viện. Đó là một miếng cơm nắm nóng hổi, một hộp gà chiên giòn rụng và một cái bánh su kem to ú ụ. Tuy đây chỉ là những món ăn nhanh thường ngày, nhưng khi ngồi thưởng thức chúng cùng những ký ức xưa cũ thì thực sự khiến người ta ngây ngất. Sau khi trở về từ thư viện, Ryu lại nhận ra thêm một điều là món ăn sẽ càng trở nên ngon hơn khi người nấu đặt cả tình cảm của mình vào trong đó. Và cô nàng chỉ mong nhanh đến cuối tuần sau để nấu cho Kirin những món ăn ngon với tất cả tình cảm của mình. Cuối cùng thì cũng đến mùa hè, nhưng lớp luyện thi mỹ thuật vẫn giảng dạy nên Ryu và Kirin không được nghỉ. Trời thì nóng chảy mỡ nên Kirin đã dãy nảy lên vì không được đi biển và tham gia lễ hội. Thấy thế thì Sina đã rủ cả hai cô bạn đến nhà mình chơi vào ngày mai, ở đó bọn họ sẽ có thể làm tất cả những hoạt động mùa hè. Cả Ryu và Kirin đều rất hào hứng và nghĩ rằng sẽ được quẩy lửa như ở lễ hội, thậm chí Kirin còn chuẩn bị cả phao bơi để mang đến nhà Sina vì nghĩ nhà con nhỏ rất giàu. Quả thực thì nhà Sina rất giàu và sở hữu cả một trang viên khổng lồ. Khi vào trong thì Kirin đã bắt gặp một người phụ nữ lạ lùng. Cô ta không nói gì cả mà chỉ đưa cho con nhỏ một quả cà chua. Kirin cũng không nghĩ gì nhiều mà nghĩ đó là mẹ của Sina rồi nhận lấy quả cà chua. Nhưng khi vào trong nhà thì con nhỏ mới giật mình nhận ra mẹ của Sina là một người khác. Cô ấy là một người vui vẻ hoạt bát chứ không lạnh lùng ít nói như người kia. Mẹ của Sina đã lấy ra cơm ăn là bánh kem, bánh phô mai, bánh mochi để đãi Ryu và Kirin. Thậm chí cô ấy còn nói rằng hai đứa có thể mang về bao nhiêu tùy thích. Thấy con gái cùng hai đứa bạn muốn tổ chức hoạt động mùa hè thì mẹ của Sina đã đề nghị ăn mì chảy ống tre. Cả Ryu và Kirin chưa được ăn món đó bao giờ nên đã hào hứng chạy đi chặt cây tre về làm máng nước chảy. Kirin thì vẫn băn khoăn không biết người phụ nữ tặng cà chua cho mình là ai. Khi nhìn thấy trong rừng tre có khu mộ của gia tộc nhà Sina thì con nhỏ đã sợ hãi nghĩ rằng người đó là một hồn ma. Đúng lúc đó thì ở bụi tre sau lưng hai cô nàng xuất hiện một bóng người cầm dao. Thế là Ryu và Kirin đã hét toáng lên rồi chạy về tìm Sina. Cả hai đứa đều đinh ninh là đã gặp ma nhưng hóa ra đó chỉ là chị giúp việc Suyuko của nhà Sina. Chị ấy vào đây là để giúp mấy đứa chặt tre đem về. Chặt xong mấy cây tre thì Ryu và Kirin đã hào hứng vác về. Nhưng vì chúng nặng quá kèm theo trời nắng như đổ lửa nên làm xong là cả hai đã lăn đùng ra ngủ. Tức dậy thì Ryu đã xung phong đi chuẩn bị mì và nước dùng. Chị Suyuko cũng giúp và trình độ nấu ăn của chị ấy cũng thuộc hạng thượng thừa. Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi thì Sina bắt đầu thả mì vào máng tre. Con nhỏ Kirin thì háu ăn đến mức đòi há miệng luôn ở cuối máng để không để lọt sợi mì nào. Ryu đứng chờ một lúc mà không thấy sợi mì nào chảy qua, nhìn lại thì hóa ra con nhỏ Kirin đã mò lên đứng ở trên và gắp tới tấp không để sợi mì nào lọt qua. Lúc sau thì Ryu cuối cùng cũng gắp được mì, những sợi mì trắng phau mát lạnh chấm cùng nước dùng đậm đà. Vị béo ngậy của trứng hòa cùng mùi hương của hành lá khiến món mì thơm ngon tuyệt vời, trời hè nắng nóng mà được ăn món này thì quả là hết nước chấm. Chỉ một lúc là mấy cô nàng đã chén hết veo một chậu mì to đùng, vậy mà Kirin còn nói rằng nãy giờ chỉ mới vừa lót dạ. Thế nên Sina đã cùng chị Suyuko vào làm thêm mì, nhân lúc đó thì mẹ Sina cũng cảm ơn Ryu và Kirin vì đã đến đây chơi với cô nàng. Hóa ra cuộc vui hôm nay là ý tưởng của mẹ Sina, vì Sina giao tiếp rất kém nên mẹ của con nhỏ muốn tìm cách giúp con gái có thêm bạn bè. Thấy dạo này Sina thường xuyên kể về Ryu và Kirin nên cô ấy rất vui và muốn tổ chức bữa tiệc này để cảm ơn hai đứa. Đến tối thì ba cô nàng còn được treo điều ước lên cây thất tịch và bắn pháo hoa, tính ra là kế hoạch mùa hè của Kirin đã thực hiện hết nên con nhỏ đã vô cùng thỏa mãn. Sau một ngày quẩy tưng bừng ở nhà Sina thì cả đám lại quay về với ngày hè nóng nực, Kirin thì thậm chí còn thấy khó thở khi vừa bước chân ra khỏi phòng học. Thấy Kirin uể oải đến mức còn chả có hứng thú ăn gì nên Ryu cảm thấy hơi lo lắng, thế là cô nàng đã lôi con nhỏ đến siêu thị để mua nguyên liệu làm món cơm lươn nướng. Hơi lạnh điều hòa của khu siêu thị đã khiến Kirin lấy lại tinh thần, nhưng vừa bước ra khỏi đó là con nhỏ lại cảm thấy như cực hình. Sau một hồi hí hoáy thì Ryu cũng làm xong món cơm lươn nướng thần thánh, từng miếng thịt mềm mọng phủ đầy nước sốt như tan ngay trong miệng. Phần cơm dẻo thơm như tôn thêm hương vị đậm đà của món lươn nướng khiến Kirin vô cùng khoái chí. Con nhỏ cứ ăn lấy ăn để và thoáng chốc đã đánh sạch veo hộp cơm. Dù cơm rất ngon nhưng Kirin vẫn rất uể oải, cảm tưởng như có công tắc nào đó trong người chưa được bật lên vậy. Lúc này Ryu mới nhận ra là điều hòa đã bị hỏng, không thể chịu được cái nóng nên hai chị em đã chạy vào nhà tắm định ngâm mình trong bồn nước mát lạnh. Kirin vẫn thấy thiếu gì đó và con nhỏ nhận ra là bọn họ chưa ăn kem, thế là hai đứa lại lôi kem ra vừa ăn vừa tắm. Sau một buổi ngâm mình trong bể tắm, thì Kirin lại đòi làm chè đậu đỏ ăn giải nhiệt.
Nhưng bụng dạ Ryu rất kém nên nếu mà ăn chè ngay sau khi ăn lươn nướng thì sẽ bị đau bụng. Nhưng nhìn Kirin ăn thì Ryu cũng không cầm lòng được mà làm luôn một bát. Lúc sau thì Sina qua chơi và vừa đến cửa là Kirin đã lao ra với vẻ hốt hoảng. Hóa ra là Ryu đã bị đau bụng vì ăn quá nhiều chè đậu đỏ. Sau khi Ryu đi nằm nghỉ thì Sina lại hỏi Kirin xem còn chè không. Nhỏ tóc vàng cũng chén hơi quá đà nên y như rằng cũng phải ôm cái bụng đau dữ dội về nhà. Thoát cái đã đến cuối mùa hè và tiết trời chuyển dần sang thu. Kirin thì cho rằng mùa thu thật nhàm chán vì nó chả nóng cũng chả lạnh. Sina lại rủ Ryu và Kirin đến nhà mình làm cá thu đao nướng vì nhà cô nàng mới được họ hàng tặng một đống cá ăn không hết. Nghe thế là Kirin lại khoái chí chờ được Ryu nướng cá cho ăn. Nhưng Sina đã nhanh tay bịt miệng con nhỏ và nói với Ryu rằng lần này hãy để mình và Kirin chuẩn bị, còn cô nàng chỉ cần vác mùng đến ăn thôi. Thấy Kirin tỏ vẻ thắc mắc thì Sina đã nói rằng lần nào đến nhà Ryu cũng thấy Kirin chỉ nằm chơi chứ không phụ giúp được gì cả, đến cả việc rửa bát cũng là Ryu làm hết. Kirin cũng cảm thấy trước giờ chỉ ăn bám Ryu nên quyết tâm nấu cho bà chị một món thật ngon để cảm ơn. Tất nhiên là Sina và Kirin thì làm gì biết nấu ăn, nên cô nàng tóc vàng đã đề nghị sẽ nhờ chị Suyuko dạy cho cả hai đứa. Nhưng cái máu hậu đậu thì vẫn không tránh được nên khi Ryu vừa đến thì đã thấy hai cô bạn ngồi giữa đống đổ nát. Ryu định vào giúp nhưng chị Suyuko đã cản lại và nói rằng hãy để hai đứa kia tự lo, nếu Ryu cứ vào giúp thì Sina và Kirin sẽ không thể tiến bộ được. Loay hoay cả buổi thì món cá nướng cuối cùng cũng xong, khi Ryu ăn thử một miếng thì đã tấm tắc khen ngon. Phần thịt trắng mềm mại được bọc trong phần mỡ béo ngậy và lớp da giòn dai, thoảng một chút hương vị mặn mặn khiến món cá nướng tuy đơn giản mà thơm ngon lạ kỳ. Kirin và Sina khi thưởng thức thành quả của mình thì cũng hết sức thích thú, chỉ có chị Suyuko là chê món cá dở tệ, nướng thì quá lửa, lật không đều, vết khứa thì quá sâu, tuy nhiên vì cả hai đã đặt cả tâm tình của mình vào món cá nên chung quy nó vẫn khá ổn. Riêng Ryu thì lâu lắm mới có người nấu cho mình ăn nên cô nàng đã cảm thấy rất hạnh phúc, nên dù ngon hay dở thì đây vẫn là món cá tuyệt nhất cô nàng được ăn sau nhiều năm. Xong xuôi thì Sina và Kirin lại phải tự vào rửa bát và cả hai đã liên tục làm vỡ bát đĩa và bắn nước tung tóe. Chị Suyuko vẫn kiên quyết không để Ryu đụng tay vào, nhưng cô nàng đã khẩn khoản xin để mình giúp đỡ một chút thôi cũng được, chứ đứng nhìn như thế mãi chắc cô nàng phát điên mất thôi. Vào năm học thì trường của Ryu tổ chức hội thao và học sinh sẽ phải tự chuẩn bị cơm trưa cho mình. Biết chuyện đó thì Kirin đã đề nghị để con nhỏ làm cho Ryu một hộp cơm trưa. Ryu ban đầu đang định viết ra giấy những món cơm trưa mà bà ngoại trước đây hay nấu để tự làm. Nhưng nghĩ đến lời hứa của Kirin thì cô nàng đã vứt tờ giấy vào thùng rác và chờ đợi hộp cơm của cô em họ. Tối đó Kirin dậy đi vệ sinh thì đã loạng choạng đá trúng thùng rác, vì thế mà con nhỏ đã vô tình nhặt được tờ giấy của Ryu viết lúc nãy. Thế là sau đó Kirin đã về nhà nhờ bố dạy cách làm cơm trưa và sau mấy ngày kiên trì thì con nhỏ cũng mang đến tặng cho Ryu một hộp cơm trưa đúng điệu. Nhìn hộp cơm trưa của Kirin tặng thì Ryu đã vô cùng cảm động, từng món ăn trong đó còn giống hệt như hộp cơm của bà ngoại làm ngày trước. Khi thử một miếng thì hương vị thơm ngon đã khiến Ryu vô cùng hạnh phúc. Miếng trứng chiên thì mềm mọng đậm đà, miếng thịt viên trộn lẫn phô mai thì thơm bùi béo ngậy. Thậm chí còn có cả món khoai lang luộc nước chanh đặc biệt của bà ngoại. Những hương vị vừa lạ lẫm vừa thân quen làm cho Ryu rất bất ngờ. Mấy cô bạn nhìn cái mặt phê tích của Ryu thì cũng xin ăn thử nhưng lại thấy nó khá bình thường. Đến chiều về thì Ryu bắt gặp Kirin đang hớt hải chạy đến tìm mình. Hóa ra là con nhỏ đã mang số thức ăn làm thừa đến rủ Sina ăn cùng. Và thực sự là nó rất tệ nên Kirin đã chạy đến xin lỗi Ryu vì hộp cơm. Nhưng Ryu nói rằng hộp cơm rất ngon và nó đã gọi lại cho cô nàng về người bà đáng kính. Có lẽ chính những cảm xúc xưa cũ và tình cảm của Kirin đã khiến món ăn trở nên ngon hơn gấp bội phần. Thoáng chốc đã đến cuối năm, gần tròn một năm từ khi Kirin lần đầu lên Tokyo đi học. Để kỷ niệm việc đó thì Ryu đã rủ Kirin đến đón giao thừa cùng mình và nấu cả một nồi lẩu Oden để ăn mừng năm mới. Ryu đã dành cả ngày để chuẩn bị nồi lẩu và thậm chí còn kiên quyết không ăn thử trước để chờ Kirin. Nhưng mùi thơm ngào ngạt của nước hầm rau củ bốc lên khiến cô nàng không kìm lòng được mà gắp một miếng, chỉ một miếng cà rốt nhỏ thôi mà bên trong như chứa đựng cả một trời hương vị. Hương vị đậm đà béo ngậy nhưng nhẹ nhàng lan khắp cơ thể khiến Ryu như đâng bay bổng. Kirin mà không đến sớm thì không khéo cô nàng đánh bay hết nồi lẩu này mất thôi. Kirin lúc này thì vẫn đùng đỉnh nằm nhà xem TV, mẹ của con nhỏ đã dặn là nhớ đặt vé sớm nếu không mà trễ tàu là toi cơm. Nhưng Kirin vẫn vô tư giúp trong cái bàn Kotatsu vì con nhỏ cho rằng cái chốn làng quê này thì có ai đi tàu mấy đâu. Phải đến khi mẹ nói là sắp có họ hàng đến chơi thì con nhỏ mới vội vàng thu dọn để chạy ra ga tàu, hóa ra là vì Kirin mắc bệnh sợ người lớn. Khi đến ga tàu thì y như rằng các toa tàu đã chật cứng người, may mà còn một chuyến muộn sau một tiếng nữa không thì hết đón giao thừa luôn. Ryu đã ra sân ga để chờ đón Kirin suốt 2 tiếng đồng hồ, khung cảnh đêm giao thừa khiến cô nàng nhớ lại về ngày đầu tiên hai đứa gặp nhau. Mới đó thôi đã một năm trôi qua và đó có lẽ là khoảnh khắc thay đổi cuộc sống của Ryu. Đến gần giao thừa thì cuối cùng Kirin cũng đến, con nhỏ đã vội vàng kéo Ryu về nhà cho kịp giờ. Và khi thấy bàn tay chị họ đã tê cứng vì lạnh thì Kirin đã nắm lấy để sưởi ấm. Khi về đến nhà thì Ryu liền mang lên nồi lẩu Oden để cùng ăn mừng năm mới. Và nồi lẩu này thực sự không bỏ công Kirin lặn lội lên Tokyo để đón giao thừa. Nước dùng đậm đà ngọt lịm thấm đẫm 7 loại gia vị ăn cùng mì soba khiến con người ta cảm thấy thật ấm áp giữa mùa đông lạnh giá. Thêm một miếng tôm tempura trong dai ngoài giòn như khiến món ăn ngon hơn bội phần. Bên trong bát súp còn có cả mochi đậu hũ chiên.
Khi cắn một miếng thì nước dùng bất chợt trào ra khiến người ăn cảm thấy thật thú vị. Một đêm giao thừa lạnh giá mà được ngồi ăn một nồi lẩu nóng hổi cùng người thân yêu thì quả là một kỷ niệm không thể nào quên. Qua đợt nghỉ Tết là Ryu và Kirin sắp bước vào kỳ thi vào trường mỹ thuật cao trung, bố mẹ của Ryu đã gửi tặng cho cô con gái một thùng quà to tướng. Hóa ra bên trong lại toàn là mì gói, chả hiểu bố mẹ kiểu gì mà đi nước ngoài lại gửi quà cho con toàn đồ Nhật. Dù vậy thì Ryu vẫn rất thích món quà này và nói với Kirin rằng đây là món cứu đói thần thánh vào mỗi đêm khuya. Đến tối khi đang ôn thi thì hai chị em bắt đầu thấy đói, thế là Kirin đã xung phong vào nấu mì vì món này ai chả nấu được. Loay hoay một hồi thì Kirin cũng làm xong hai bát mì gói với rau xào và trứng trần. Quả thực là đêm hôm mà có bát mì như thế này thì hết nước chấm. Sợi mì mềm dai hòa quyện cùng nước dùng rau củ, thêm một chút béo bùi từ trứng lòng đào khiến hai đứa như quên hết lo âu của kỳ thi sắp tới. Trong lúc giúp Ryu dọn dẹp thì Kirin phát hiện bên trong thùng quà có một bức thư gửi riêng cho mình. Con nhỏ đã lén lút ra sau bức tường và mở ra đọc, hóa ra đó là bức thư cảm ơn của bố mẹ Ryu gửi cho Kirin. Vì suốt hơn một năm qua nhờ có con nhỏ mà Ryu đã trở nên vui vẻ hơn rất nhiều và mỗi lần gửi thư sang cho bố mẹ là Ryu lại nhắc về Kirin rất nhiều. Sau kỳ thi chuyển cấp căng thẳng thì cả Ryu, Kirin và Sina đều may mắn đỗ vào trường mỹ thuật cao trung. Cả ba đã vui mừng ôm chầm lấy nhau và nghĩ về 3 năm cao trung đầy thú vị đang chờ đợi phía trước. Vì đã đỗ vào trường cao trung nên Kirin sẽ lên Tokyo ở hẳn, bố của con nhỏ thì khóc thút thít vì nghĩ rằng con nhỏ sẽ học hành, làm việc và kết hôn luôn ở trên đó, nhưng Kirin đã an ủi là hàng năm nhỏ vẫn sẽ về nhà chơi đều đều. Để ăn mừng cho lễ tốt nghiệp sơ trung thì Ryu và Kirin quyết định làm vài món để chúc mừng. Khi đến gần nhà Ryu thì Kirin mới sực nhớ là con nhỏ đã để quên đồ ở nhà ga nên vội vã chạy đi lấy. Một mình Ryu vào nhà thì đột nhiên bị một bàn tay nắm lấy khiến con nhỏ giật mình tưởng trộm, hóa ra đó là bà dì Akira. Biết hôm nay cô cháu gái tốt nghiệp nên dì ấy mang đến một món quà đặc biệt, đó là chiếc tạp dề được bà ngoại may lại từ những chiếc tạp dề cũ. Bà đã chuẩn bị nó từ lâu và dặn dì Akira đem tặng cho Ryu vào ngày con bé tốt nghiệp vì sợ mình sẽ quên mất. Chiếc tạp dề phảng phất mùi hương quen thuộc khiến Ryu nhớ tới những ngày tháng cùng bà nấu ăn. Kirin khi biết chuyện thì nói rằng nó giống như Ryu đang cùng bà nấu ăn vậy. Để tiện cho việc học và tiết kiệm chi phí thì Kirin quyết định chuyển đến ở với Ryu, nhưng Ryu lại là người duy nhất không hề biết đến chuyện đó. Kirin thì tưởng là dì Akira đã nói với cô nàng nhưng có lẽ vì chuyện chiếc tạp dề nên dì đã quên mất. Dù sao thì việc đó cũng khiến Ryu rất vui nên cô nàng không hề tức giận. Lát sau thì bố mẹ của Kirin đã chở đồ đến cho con nhỏ, hai người cũng rất yên tâm và biết ơn khi có Ryu ở bên cô con gái lanh chanh của mình. Và sau đó mọi người đã cùng tổ chức một bữa tiệc linh đình để chào mừng những cô thiếu nữ sắp vào trường cao trung. Bộ phim đến đây là hết. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hãy đăng ký và ấn nút thông báo để đón chờ những video mới hàng tuần nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.